Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vụ việc chủ trọ lắp camera quay lén trong nhà vệ sinh của khách nữ thuê nhà ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội đang thu hút sự chú ý của dư luận. Theo luật sư, hành vi của người đàn ông này có thể gọi là biến thái và có chủ đích xâm phạm đến bí mật đời sống riêng tư của khách thuê trọ, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, tâm lý của các nữ sinh. Theo đó, làm việc với cơ quan chức năng, ông LPN, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông khai nhận, khoảng tháng 6 năm 2023, xuất phát từ ham muốn của bản thân, muốn xem lén người thuê phòng là nữ tắm, ông N đã lên mạng xã hội đặt mua 3 bộ camera về lắp vào phòng tắm của các phòng 401, 402 và phòng trọ tại tầng 5. Sau đó, ông N thường xem video trực tiếp trên điện thoại hoặc lưu lại trên ứng dụng của camera để xem lại. Ông N cam đoan không phát tán, chia sẻ video cho bất kỳ ai hay đưa lên mạng xã hội. Ngày 27 tháng 5, Công an quận Hà Đông đã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N, mức xử phạt là 12,5 triệu đồng. Chị Thanh Mai, 20 tuổi, nạn nhân bị ông N quay lén cho biết không đồng tình với mức xử phạt này vì cho rằng quá nhẹ. Vụ việc khiến cô bị sốc tâm lý, hoang mang lo sợ, ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe, mất ngủ nhiều ngày liền. Chị Mai mong muốn được cơ quan chức năng hỗ trợ bảo vệ quyền lợi, bồi thường và yêu cầu ông N phải xin lỗi chị cùng các nạn nhân. Sau khi sự việc vỡ lở, suy nghĩ lại, chị Thanh Mai mới nhận ra mọi hành động của chủ trọ dường như đều có chủ ý. Chị kể, ông N thường giúp phòng cô sửa bóng điện trong nhà tắm. Bóng điện này thường xuyên bị cháy hoặc gặp vấn đề như chập, bật không sáng. Về sau, Mai và nhóm bạn mới biết do camera được đấu chung với nguồn điện của bóng đèn. Vì camera gắn dưới bóng điện gây chói mắt nên hiếm khi cô và các bạn ngước lên quan sát. Chủ trọ cũng dặn người thuê đi đâu không cần khóa cửa phòng vì ở đây là an toàn nhất. Nhiều lần cả nhóm đang nằm ngủ thì vợ chồng chủ trọ mở cửa sộc vào khiến họ giật bắn người. Lý do chủ trọ nói là muốn kiểm tra bất ngờ xem phòng có sạch sẽ không. Ngay trong chiều ngày 18 tháng 4, vì quá hoang mang, Mai và tất cả nữ sinh thuê trọ tại nhà của ông N đã chuyển chỗ ở. Chị Thanh Mai cho biết, vợ của ông N khi đó đã xin lỗi những nữ sinh ở đây và ngỏ ý muốn miễn tiền thuê nhà tháng 4 nhưng họ không nhận. Những người thuê trọ muốn ông N bị xử lý thích đáng vì có hành vi biến thái và xâm phạm đời tư, ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của người khác. Nữ sinh 20 tuổi cùng nhóm bạn đã phải chuyển tới nhà người thân ở tạm một tháng để ổn định tinh thần. Ám ảnh với sự việc xảy ra nên khi đi ra ngoài, nhóm bạn hầu như không dám sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Họ cũng thường xuyên cảm thấy bất an khi nghĩ tới việc hình ảnh nhạy cảm rơi vào tay những kẻ biến thái. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng, chủ nhà trọ gắn camera ở phòng vệ sinh nữ là rất bất thường. Những đặc điểm về cơ thể, hình ảnh nhạy cảm riêng tư là bí mật đời tư cá nhân, là danh dự nhân phẩm của mỗi cá nhân, là một trong những quyền bất khả xâm phạm của cá nhân theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Quay phim, chụp ảnh cơ thể của người khác một cách lén lút là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể gây ra những hậu quả khôn lường đối với nạn nhân, cho thấy ý thức coi thường pháp luật của người vi phạm, cụ thể ở đây là chủ trọ. Hành vi này bị tố cáo, tố giác thì người ghi hình lén người khác sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại dân sự theo quy định. Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy hành vi chưa đến mức nguy hiểm cho xã hội, chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự thì người quay lén sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tới 30 triệu đồng. Nếu thu thập trái phép thông tin được xác định là bí mật đời tư cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt tới 30 triệu đồng. Nếu phát tán thông tin cá nhân mà chưa được cá nhân đồng ý thì có thể bị phạt tới 60 triệu đồng và phải bồi thường mọi thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân nếu có. Nếu kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy người này đã nhiều lần thực hiện hành vi vi phạm, thu thập trái phép thông tin bí mật đời tư cá nhân của nhiều người, những thông tin nhạy cảm của cá nhân rồi đăng tải lên mạng internet để trục lợi hoặc cung cấp cho các trang web đồi trụy hoặc sử dụng hoặc bán cho các đối tượng khác để đe dọa tống tiền nạn nhân hoặc có các hành vi khác xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của nạn nhân, đến trật tự an toàn xã hội thì hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Người quay lén có thể đối mặt với các tội danh như làm nhục người khác, tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử, tùy thuộc vào hành vi và hậu quả cụ thể. Nếu sử dụng các thông tin hình ảnh cá nhân nhạy cảm của người khác để đe dọa tống tiền thì còn có thể bị xử lý hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản. Với diễn biến sự việc như vậy, cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N là có căn cứ. Tuy nhiên cũng cần phải làm rõ những hình ảnh mà người đàn ông này thu thập trái phép đã được sử dụng hay chưa, sử dụng vào mục đích gì, có gây tổn hại đến danh dự nhân phẩm uy tín của các cá nhân hay không để xử lý theo quy định của pháp luật. Luật sư Cường cho biết, hành vi của người đàn ông này có thể gọi là biến thái và có chủ đích xâm phạm đến bí mật, đời sống riêng tư của khách thuê trọ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm, tâm lý của các nữ sinh. Bởi vậy, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật,
thì người đàn ông này còn có thể phải xin lỗi và bồi thường cho các nữ sinh. Trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho hay, Điều 32 Bộ Luật Dân sự quy định, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 592 Bộ Luật Dân sự năm 2015 về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, khi danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân bị xâm phạm, công dân có quyền yêu cầu người đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình phải bồi thường thiệt hại. Cụ thể, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu thập thực tế bị mất hoặc là bị giảm sút, thiệt hại khác do luật quy định. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Bởi vậy, theo luật sư Đặng Văn Cường, trong vụ việc nêu trên, các nữ sinh có quyền yêu cầu chủ trọ phải bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín và sức khỏe bị xâm phạm. Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, không thỏa thuận được thì đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nếu các nữ sinh này có đơn trình báo tố giác tội phạm về hành vi thu thập sử dụng trái phép thông tin hình ảnh nhạy cảm cá nhân mà cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, xác định hành vi chưa đến mức xử lý hình sự, chỉ xử phạt vi phạm hành chính mà không đồng ý với việc giải quyết như vậy, thì người tố giác cũng có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Nếu kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, hành vi không chỉ dừng lại ở việc lắp camera giấu kín vào nhà vệ sinh của các nữ sinh, mà còn sử dụng những thông tin hình ảnh này vào mục đích trái pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tâm lý sức khỏe của nạn nhân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Vấn đề này, cơ quan chức năng cần làm rõ để giải quyết triệt để, dứt điểm, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, sự an toàn của người thuê phòng trọ, đặc biệt là đối với các nữ sinh. Trong bối cảnh lo ngại về việc quay lén ngày càng gia tăng, việc áp dụng các biện pháp phòng chống trở nên cực kỳ quan trọng. Kiểm tra và quan sát bằng mắt thường. Nên quan sát và tìm hiểu kỹ những ngóc ngách, các vị trí khả nghi và có thể gắn camera quay lén như lỗ thông gió, cảnh báo cháy hoặc cầm bàn. Sử dụng chức năng chụp ảnh trên smartphone để phát hiện camera. Đôi khi mắt thường khó lòng có thể quan sát và phát hiện thấy các thiết bị quay lén được giấu một cách tinh vi trong phòng. Ở trường hợp này, người dùng có thể nhờ đến ứng dụng camera trên smartphone để quét và phát hiện ánh sáng hồng ngoại phát ra từ camera quay lén. Kiểm tra có camera quay lén nào đang kết nối vào mạng Wi-Fi hay không. Hiện nay có nhiều loại camera quay lén có chức năng kết nối vào mạng Wi-Fi để truyền trực tiếp các nội dung đang quay được ra bên ngoài. Nhờ vào đặc tính này, người dùng có thể quét và kiểm tra xem có camera nào đang kết nối với mạng Wi-Fi của khách sạn hoặc nhà nghỉ hay không. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!